Thiên Nga sau cú gãy cánh, bị Long chia tay và từ hôn đã đem lòng căm phẫn cực độ dành cho Nam. Tiếp tục bày trò dơ bẩn để trả thù Nam, ả ta đã tung clip đánh ghen lần trước lên mạng nhằm bôi nhọ danh dự Nam. Sau khi về quê ông sinh, biết được sự thật về người bác mà mình luôn kính trọng yêu thương lại là kẻ giết người tù tội, khiến Nam ngỡ ngàng thất vọng. Lúc trở về, Nam như kẻ mất hồn, tự nhốt mình trong phòng lại bị mọi người tưởng là suy sụp do bị tung phốt đánh ghen. Vì vậy, mới có màn thương vầy khóc mướn của bà Bích trước mặt Long. Vừa thương hại con gái, vẫn chưa kịp yêu đương gì đã dính phốt, vừa khẳng định với Long rằng Nam vẫn chung tình với anh suốt bao năm qua. Sau những chuyện đã gây ra cho Nam, bà Bích vẫn lén lút sang nhà Nam dọn dẹp, kiếm cớ làm lành với con gái, thì lại bắt gặp Long tới nhà tìm Nam nhưng lại không gặp, thế nên mới có màn suy diễn tài tình như vậy. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.